một khúc hát dành tặng những ai đang buồn buồn phiền này hay hân hoan kia, số kiếp cũng đã an bài. Ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai đang đường, mọi trở ngại trong gai gian lao vững bước, bước tiếp sẽ qua đường. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em xem anh là nơi em thích thì đến không thì. Em có bao giờ nghĩ là anh đứng đau bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu cao em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi, năm sau nhìn mong muốn.